có rất nhiều lỗi đúng không ạ? Nguyên nhân sai sót có thể là rất nhiều đúng không ạ? Nhưng mà tôi không quan tâm đến số lỗi, mà tôi chỉ quan tâm đến gì ạ? Hậu quả. Tôi chỉ quan tâm đến hậu quả thôi. Mà chỉ quan tâm đến hậu quả tức là sao ạ? Tức là sau khi tôi sửa lại cho nó đúng thì nó rơi vào một trong sáu trường hợp sau đây. Một, đó là gì ạ? À, tăng phải nộp. Tăng phải nộp tức là thế nào ạ? Tức là tờ khai cũ đang có số phải nộp. Nhưng sau khi điều chỉnh lại cho đúng thì sao ạ? Thì phải nộp sẽ nhiều hơn. À, phải nộp tăng. Cái này rất quan trọng nhé. Nó rất quan trọng để cho chúng ta xem là chúng ta sẽ phải điều chỉnh thế nào. Rồi, thứ hai, giảm phải nộp. Giảm phải nộp tức là sao ạ? Tức là trước đây chúng ta có số phải nộp. Nhưng bây giờ làm sao ạ? Sau khi mà tôi làm lại thì số phải nộp của tôi làm sao? Giảm đi, phải nộp giảm. Được chưa? Tình huống thứ ba là tăng khấu trừ. Tức là trước đây số được khấu trừ đang là số bé, thì bây giờ số khấu trừ nó làm sao ạ? Tăng lên, đấy là tăng khấu trừ. Tình huống thứ tư là gì ạ? Giảm khấu trừ. Trước đây số khấu trừ đang là 100 triệu, bây giờ tôi điều chỉnh sai sót và dẫn đến là số được khấu trừ của kỳ đó nó giảm đi, chỉ còn có 60 triệu thôi, tăng từ 100 xuống 60. Nhưng nó vẫn là gì? Vẫn là được khấu trừ. Tình huống thứ năm đó là giảm khấu trừ. Nhưng dẫn đến là tăng phải nộp. Trước đây đang là khấu trừ là 20 triệu. Nhưng tôi phát hiện ra là tôi bỏ sót một tờ hóa đơn đầu ra, có thuế đầu ra là 30 triệu. Thế thì bây giờ làm lại như là đúng thì chắc chắn tôi sẽ phải nộp là 15 triệu. Thì tức là từ giảm khấu trừ đang là được khấu trừ, bây giờ không được khấu trừ nữa mà lại còn phát sinh là gì đấy? Phải nộp. Và cái cuối cùng là giảm phải nộp và tăng khấu trừ. Đó, chỉ có 6 trường hợp đấy thôi. Và tăng khấu trừ. Đấy, chỉ có 6 trường hợp đấy thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ xem là thời điểm chúng ta được quyền kê khai bổ sung của các trường hợp này xảy ra thế nào, được cho phép thế nào. Không phải là trường hợp nào chúng ta cũng được kê khai điều chỉnh thoải mái đâu. Đây rất quan trọng. Nào, thế thì người ta chia cái khoảng thời gian của doanh nghiệp ra. Là 10 năm trở về trước, trở về quá khứ 10 năm. Những cái lỗi mà anh đã phát sinh trước đây 10 năm, những cái sai sót mà anh phát sinh cách đây 10 năm, tôi bỏ, không cần phải điều chỉnh nữa. Lý do tại sao mọi người biết không? Lý do tại sao có mốc 10 năm đây mọi người biết không? Tao? Ai vừa nói đúng đấy? Thời gian mà lưu trữ hồ sơ quan trọng của kế toán. À đúng rồi, 10 năm là mốc lưu trữ hồ sơ kế toán. Lưu trữ hồ sơ kế toán. Mốc lưu trữ hồ sơ kế toán là 10 năm. Quá 10 năm thì chúng ta được quyền gì ạ? Hủy. Được quyền hủy hồ sơ kế toán. Mà đã hủy hồ sơ kế toán thì còn kiểm tra nữa không ạ?
không? Cho nên chúng ta có cái mốc 10 năm là ở chỗ đó, lý do đấy. Quá 10 năm này, doanh nghiệp có nộp thừa thuế thì sao? Bỏ. Mà có đang nợ thuế thì cũng bỏ. Cho nên nhì nhằng làm sao nợ cơ quan thuế, mình cứ trốn đi đâu đó 10 năm mình quay về thì cũng làm được gì? Bỏ. Đúng không? Nào, cái thứ hai là tại thời điểm mà cơ quan thuế ra được công bố quyết định kiểm tra. Trước đây ấy, theo quy định của thông tư 156, chúng ta fix ở thời điểm công bố đấy. Mọi sai sót trong khoảng thời gian từ 10 năm trở lại đây và trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra mà phát hiện sai sót thì sao ạ? Sai sót thì sao ạ? Có quyền nhớ sao? Là người nộp thuế phát hiện rồi nha. Người nộp thuế phát hiện trong khoảng thời gian này mà chúng ta phát hiện ra chúng ta có sai sót thì sao ạ? À đúng rồi, theo nguyên tắc tự khai tự nộp tự chịu trách nhiệm, anh sai mà anh tự phát hiện ra sai thì anh được quyền điều chỉnh mọi trường hợp, 6 trường hợp rồi ấy. Thoải mái đừng có lo. Và cái thứ hai là gì ạ? Được điều chỉnh tức là sao? Tức là sao ạ? Không bị phạt bởi hành vi khai sai. Không bị phạt bởi hành vi khai sai. Nhưng tất nhiên nếu phát sinh mà phải nộp thì sao ạ? Thì chúng ta vẫn cứ bị nộp đương nhiên rồi, như sai mà phải nộp, bây giờ không phải nộp thì sướng quá à, rồi. Và đương nhiên là nộp này là chúng ta sẽ phải tính thêm gì? Tiền chậm nộp. Đấy. Mà không bị phạt bởi hành vi cái sai, đúng không? Nhưng trước tôi nói đối với cả những cái hành vi khai sai tờ khai mà liên quan đến nghĩa vụ thuế, chúng ta bị phạt thấp nhất là từ 5 cho đến 8 triệu ấy. 8 triệu. Thì trong cái khoảng thời gian này mình tự phát hiện ra sai sót, mình tự điều chỉnh, mình không bị phạt từ 5 đến 8 triệu. Được. Để cơ quan thuế phát hiện ra là trên đấy, được chưa? Rồi. 8 triệu rưỡi. Rồi. Nào, tiếp theo.